Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin được cập nhật trên báo VN Express, vào khoảng 20 giờ tối ngày 22 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã từ trần tại nhà riêng ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng sau thời gian dài lâm bệnh nặng. Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng kéo dài, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã không qua khỏi. Thời gian tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chưa được thông báo. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, 61 tuổi, thạc sĩ quản lý kinh tế, quê ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông Thành từng giữ chức Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, sau đó làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13 đầu năm 2021, ông Lê Văn Thành tái đắc cử Ủy viên Trung ương. Hơn 3 tháng sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Trong thời gian đương nhiệm, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được phân công theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, ông cũng phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Hoạt động gần nhất của ông Lê Văn Thành là dự hội nghị Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải tại trụ sở Chính phủ chiều ngày 16 tháng 11 năm 2022. Từ đó đến nay, ông không xuất hiện trước công chúng. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, ông Thành được phân công làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025. Tháng 1 năm 2023, các lĩnh vực ông Thành phụ trách được Thủ tướng giao cho 3 phó thủ tướng khác đảm nhiệm trong thời gian ông vắng mặt. Tóm tắt lại quá trình công tác của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguồn tin từ VTC News cho biết, 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 5 năm 2021, ông đương chức Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kiêm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Ban chỉ đạo quốc gia IUU. Kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 7 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14. Tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14. Tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng Ban quản lý dự án khu đô thị Xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 5 năm 2009, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng,
kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12 từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011. Tháng 12 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, quyền giám đốc công ty xi măng Hải Phòng. Tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2005, phó giám đốc công ty xi măng Hải Phòng kiêm phó ban quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trình lắp đặt chạy thử nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 4 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004, phó ban quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 6 năm 1998 đến tháng 3 năm 2003, bí thư chi bộ, trưởng phòng kế toán tài chính, ban quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1988, cán bộ kế toán, phó trưởng phòng kế toán tài chính nhà máy xi măng Hải Phòng. VTV News đưa tin, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông từng là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hệ chính quy, là thạc sĩ quản lý kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Trước khi trở thành Phó Thủ tướng, ông Lê Văn Thành đã từng trải qua nhiều vị trí khác nhau ở địa phương, như tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1988, cán bộ kế toán, phó trưởng phòng kế toán tài chính nhà máy xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 1998 đến tháng 3 năm 2003, bí thư chi bộ, trưởng phòng kế toán tài chính, ban quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 4 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004, phó ban quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2005, phó giám đốc công ty xi măng Hải Phòng kiêm phó ban quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trình lắp đặt chạy thử nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 12 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, quyền giám đốc công ty xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 5 năm 2009, phó bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12 từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011. Tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, ủy viên thành ủy, bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng. Tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, ủy viên thành ủy, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014, ủy viên ban thường vụ thành ủy, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14. Tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014, phó bí thư thành ủy, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14. Tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, phó bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Từ tháng 7 năm 2016 đến nay, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu lại vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14, được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.